Hello, welcome back to Nature Dungeon. Rồi mình sẽ ra góc này lấy cái pháo này. Này lấy diêm. Có phải diêm không? Bật lửa. Đây, mở khóa fan. Ice cream. Đây là phần 2. Có cái cảnh sẽ bị bắt, cô bé này sẽ bị bắt hay gì đó. À, mà này là gói khăn, gói chăn. Gì vậy? Gói chăn này đi xuống ấy. Going to count some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Không có ai luôn. Ui, may quá đi rồi. What? Chú chim bị đuổi này.
Lão ta đâu rồi? Ông bán kem đâu rồi? Mấy cái thẻ trong này không có cái nào sao? Ở đây. Siren head grab. Mảnh khẩu súng này. Tiếp tục chúng ta chơi Scary Teacher. Bản này mới này. Amazing. You're hired. Follow me. Bà ấy vừa khen là amazing, rất là tuyệt vời. No one's gonna find the spare key. Từ từ nha. Phải lấy thêm một cái búa nữa. Búa ở đâu? À không phải búa mà là kìm đây đây, kìm đây. Đi vào trong phòng. Mà này sáng thế nhỉ? Ui. Cắt cái móc này nha. Quá, chìa khóa này làm cái gì? Something doesn't seem right here. Nhầm à, mở khóa nhầm. Angry Noble.
Rồi bắt đầu vào game. Mà này đấy, chưa nhiều bước hết đấy. Không thể làm gì được mình. What? Tôi bị xe ô tô tông. Nè, ô tô thì đi đây này. Liên tục bị bắt. Là chơi Slenderina School. Quá. Game kỳ thật. Ôi trời ơi là trời ơi. Quá đáng sợ. Sợ thật. Cái này chơi buổi đêm chắc là té đáy không? Thật là đáng sợ. Cửa ra trong này không biết là cái gì. Có thể là ma. Ghê nhắm, ghê nhắm. Trời ơi, tự nhiên ai đóng cửa của tôi. Lốc mà. Trên đây không thấy con ma xuất hiện nhỉ. Chắc là nó quên mình rồi. Ôi mày ơi kìa.
Ok. Vãi vào game này. Sao này có đường đi không? Cái này là ổ điện số 2. Còn cái thứ nhất đâu? Ôi dồi ôi. Ôi quá xong được nhỉ. Check cam, mình không đi cướp cái gì kìa. Đây phải không? Có một con robot này, mình nhìn thấy có một cái mặt này. Hello. 5 giờ sáng. Điều khiển này khó thế. Follow me cái kìa. Đây có cái màn mới hay sao mà nó cứ giới thiệu quay người về đây nhỉ. Cho nhạc to lên. Get happy now.
Đâu 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 đâu, nó làm vỡ một quả trứng. Đâu rồi, đâu rồi? Nó chuồn mất rồi sao nhỉ? À, con lợn này chạy mất rồi. Anh phải có một quả trứng đây. Chết. Đọc sách nha. Sẽ còn kia nào, Santa Baby. Now it's time for God One. God One. Ôi, chết rồi. Sai rồi. Vào game. Sóng chuẩn đánh ác quá. Ào hết rồi. Ao hết rồi, có mỗi mình. Con này con gì?
Green.